đẹp quá trời đẹp. Quay A dọn chuyển để tìm sửa xe Khánh. Lên phục Âu Linh nha nè. Dòng xin dĩa vàng DD. Niền đắc in boy, cầm dẹp, đùm rôm Thái Lan. Bô không phỉ nha nè. Bô không phỉ ha. Má đùm rôm luôn nha nè. Bóng sáng quá đẹp. Lên phun bánh trước bánh sau luôn. Trước kiểu nha nè, lên đĩa kiểu luôn Thanh. Lên Thanh đĩa trước luôn nha nè. Niền nhôm, căm dẹp, đùm rôm. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước, thắng đĩa sau, cuộc kiểu, cứ qua tiệm xe Khánh ha. Lên thắng đĩa trước, đĩa kiểu luôn nha em. Đây, à quá đẹp anh em ha. Anh em ở xa muốn mua hàng thì liên hệ ở Khánh ha, 038 9910 535. Đang dọn nha em. Đùm rôm sáng bóng nha em ha. Cuộc All In. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha nè. Ở xa thì liên hệ số điện thoại Khánh nè, 038-9910-535. Anh xếp hàng về cho anh em. Ngon là cành đào nha nè. Chào tất cả anh em.